và mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, xin được góp ý thẳng thắn với quý bộ giáo dục đào tạo là tất cả những gì mà bộ giáo dục đào tạo đã đang làm từ nhiều năm qua là xa rời chệch hướng với con đường xã hội chủ nghĩa mà quan liêu tắc cách là tạo ra những kẻ hở cho nạn tiêu cực, tham nhũng, tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng chính trị, suy toái đạo đức nhà giáo, đạo đức học sinh, sinh viên là phá hoại, rước giặc vào nhà rước voi vì giày mã tổ. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Tuyệt đối không được rời xa, chạch hướng con đường giáo dục, chủ nghĩa xã hội, bài viết của nhân đạo. Chúng tôi chỉ có một mong muốn tột bậc đối với sự nghiệp giáo dục của nước nhà, đó là Bộ Giáo dục Đào tạo hãy nghiên cứu để nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên đại học, giáo viên phổ thông, phát triển cơ sở hạ tầng, và trang thiết bị dạy học sao cho đáp ứng được đầy đủ nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên. Có những biện pháp quản lý chặt chẽ, tránh thức thoát, tiêu cực đối với các hạng mục đầu tư giáo dục cho các nhà trường công lập từ bậc đại học xuống phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục công lập bằng nội lực tự thân, tự lực tự cường, không bị động, không phụ thuộc, không ai vua chạy theo các giá trị phương Tây. Tuyệt đối không được rời xa chạch hướng con đường giáo dục chủ nghĩa xã hội, phải đẩy mạnh việc giáo dục lịch sử dân tộc cho học sinh, sinh viên và phải xem đây là một bộ môn bắt buộc, là một phạm vi bất khả xâm phạm trong giáo dục. Nền giáo dục, ngành giáo dục của chúng ta có thể mở cửa hội nhập quốc tế để học hỏi, tiếp thu những tinh hoa kiến thức của nhân loại. Hãy nhớ là học hỏi, tiếp thu kiến thức nhân loại, chứ không phải là học hỏi, dung nạp những nền văn hóa của nhân loại mà ở đây cụ thể là nền văn hóa phương Tây. Nhưng điều đó không có nghĩa là mở cửa để rước giặc vào nhà, rước voi vì giày mã tổ. Xin được góp ý thẳng thắn với quý bộ là tất cả những gì mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã đang làm từ nhiều năm qua là xa rời, chệch hướng với con đường chủ nghĩa xã hội, là quan liêu, tắc trách, là tạo ra những kẻ hở cho nạn tiêu cực, tham nhũng, tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng, chính trị, suy thoái đạo đức nhà giáo, đạo đức học sinh, sinh viên là phá hoại, rước giặc vào nhà, rước voi về giày mã tổ. Rước mong Bộ Giáo dục Đào tạo hãy nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với sự thật để khắc phục, sửa chữa và chỉnh đốn, chứ đừng né tránh, đổ thừa và tân bốc những đóng góp, những công lao chỉ bằng những thành tích, thành tựu kém giá trị. Tất cả những điều trên đây tôi không vu khống, quy chụp đâu mà quý bộ muốn biết sự thật thì hãy khảo sát dư luận xã hội và ở chính đội ngũ giáo viên đang làm công tác giảng dạy thì biết